假使变có nghĩa là nếu thì khi mệnh đề phụ nêu ra giả thiết mệnh đề chính sẽ giải thích kết quả sản sinh trong tình trạng giả thiết này sau đây chúng ta học câu thứ nhất giả sử thời gian đảo lưu 我便改头换面重新做人có nghĩa là nếu thời gian quay ngược thì tôi sẽ thay hình đổi dạng làm lại cuộc đời giả sử时光倒流我便改头换面重新做人 mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt 假使时光倒流我便改头换面重新做人 mời các bạn đọc lại lần nữa 假使时光倒流我便改头换面重新做人 chúng ta học từ mới 时光 có nghĩa là thời gian 时光时光时光 chúng ta học từ mới 倒流 có nghĩa là quay ngược 倒流倒流倒流chúng ta học tiếp từ mới cải thấu hoàn miệng có nghĩa là thay hình đổi dạng cải thấu hoàn miệng cải thấu hoàn miệng cải thấu hoàn miệng chúng ta học tiếp từ mới chống xin có nghĩa là lại một lần nữa chống xin chống xin chống xin chúng ta học tiếp từ mới 做人人có nghĩa là làm người người 人人人chúng ta học tiếp câu thứ hai 假使当时没有选择出国便已结婚生子có nghĩa là nếu lúc ấy không lựa chọn đi nước ngoài thì đã kết hôn sinh con rồi. 假使当时没有选择出国便已结婚生子 mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 假使当时没有选择出国便已结婚生子 mời các bạn đọc lại lần nữa 假使当时没有选择出国便已结婚生子 chúng ta học từ mới 当时 có nghĩa là đương thời lúc ấy vân vân 当时当时当时chúng ta học tiếp từ mới 选择 có nghĩa là lựa chọn, chọn lọc 选择选择选择 chúng ta học tiếp từ mới 出国 có nghĩa là đi nước ngoài 出国出国出国 chúng ta học tiếp từ mới 结婚có nghĩa là kết hôn. 结婚结婚结婚 chúng ta học tiếp từ mới. 生子 có nghĩa là sinh con. 生子生子生子 chúng ta học câu thứ ba. 假使地球没有空气人和动物便无法生存 có nghĩa là nếu trái đất không có không khí thì người và động vật sẽ không thể sinh tồn 假使地球没有空气人和动物便无法生存 mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt
假使地球没有空气，人和动物便无法生存。Mời các bạn đọc lại lần nữa. 假使地球没有空气，人和动物便无法生存。Mời các bạn học từ mới. 地球 có nghĩa là địa cầu, trái đất. 地球，地球，地球。Chúng ta học tiếp từ mới. 空气 có nghĩa là không khí. 空气，空气，空气。Chúng ta học tiếp từ mới. 动物có nghĩa là động vật. 动物，动物，动物。Chúng ta học câu thứ tư. 假使你触摸屏幕，手机便进入菜单。Có nghĩa là nếu bạn chạm vào màn hình thì điện thoại di động sẽ bước vào thực đơn. 假使你触摸屏幕，手机便进入菜单。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 假使你触摸屏幕，手机便进入菜单。Mời các bạn đọc lại lần nữa. 假使你触摸屏幕，手机便进入菜单。Chúng ta học từ mới. 触摸 có nghĩa là chạm, mó. 触摸，触摸，触摸。Chúng ta học tiếp từ mới. 屏幕 có nghĩa là màn hình. 屏幕，屏幕，屏幕。Chúng ta học tiếp từ mới. 手机 có nghĩa là điện thoại di động. 手机，手机，手机。Chúng ta học tiếp từ mới. 进入 có nghĩa là tiến vào, bước vào, đi vào. 进入，进入，进入。Chúng ta học tiếp từ mới. 菜单 có nghĩa là thực đơn, bản ghi các món ăn. 菜单，菜单，菜单。